Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán sắp đến. Thời điểm này, lượng hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm lưu thông trên thị trường rất lớn để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân. Đây cũng là lúc mà các ngành chức năng ra quân kiểm tra, kiểm soát, thắt chặt quản lý chất lượng hàng hóa, thực phẩm để người dân đón Tết được vui tươi và an toàn. Ghi nhận tại Đồng Nai. Đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Ban chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh đã triển khai 4 đoàn liên ngành do các sở, công thương, y tế, nông nghiệp và quản lý thị trường phụ trách để kiểm tra một số địa bàn. Theo đó, các đoàn liên ngành đã thay đổi phương thức không kiểm tra dàn trải mà thực hiện có trọng tâm trọng điểm dựa trên các mối nguy về an toàn thực phẩm. Qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy, bên cạnh những cơ sở rất chú trọng công tác an toàn thực phẩm cũng vẫn còn những cơ sở vi phạm. Các lỗi vi phạm phần lớn là những lỗi cũ đã được ghi nhận trong những năm trước đây. Đã phát hiện ra một số các cái vi phạm, trong đó có vi phạm về giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hết hạn, rồi vi phạm về cái sử dụng thực phẩm mà có chứa cái chất cấm. Thì đối với các cái sản phẩm mà không bảo đảm an toàn thì chúng tôi cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc để bảo đảm cái an toàn thực phẩm và xử lý theo quy định. Có một số các cái lỗi cơ bản trong cái công tác đảm bảo như là công tác về duy trì các điều kiện về con người, các cái đồ bảo hộ được các công nhân là chưa còn quan tâm và đeo theo đúng. Một số các sản phẩm có đủ điều kiện như là kinh doanh sản phẩm rượu thì cũng chưa đảm bảo về điều kiện đăng ký. Đó là bên đoàn kiểm tra ngành số 4 cũng sẽ là kiến nghị là sẽ là chuyển các hồ sơ cho địa phương để mà xem xét xử lý theo quy định. Năm nay công tác kiểm tra an toàn thực phẩm cũng có nhiều điểm mới, trong đó đề cao công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người sản xuất kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm, bởi đây là bước đi trước để ngăn chặn hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra. Thì về truyền thông thì chúng ta cũng tập trung vào ba cái nhóm đối tượng chính. Cái thứ nhất là đối với chính quyền các cấp cũng như là các cơ quan quản lý thì mình tập trung vào nhiều vào các cái văn bản quy phạm luật, đặc biệt là các cái văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Cái thứ hai là đối với lại người tiêu dùng thực phẩm, và cái thứ ba là đối với lại người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Đó là cái ba cái đối tượng chúng tôi tập trung truyền thông chính về công tác an toàn thực phẩm. Thì kiểm tra thực phẩm thì tốt cho dân mình thôi. Ăn nó không có bị hàng cũ với hàng xấu. Người dân mình có ý thức hết thì được đảm bảo được cuộc sống. An toàn thực phẩm là lĩnh vực đa ngành, do đó luôn tồn tại các vướng mắc chưa có giải pháp đồng bộ để tháo gỡ. Tuy nhiên, hàng năm, các ngành chức năng của tỉnh vẫn luôn nỗ lực để có thể thực hiện tốt nhất công tác này. Thưa quý khán giả, sau đợt kiểm tra cao điểm trước Tết Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, thì các đoàn liên ngành cấp tỉnh cũng như các đoàn kiểm tra cấp huyện sẽ tiếp tục giám sát và hậu kiểm các cơ sở để có thể là khắc phục triệt để các cái vi phạm, các cái tồn tại về an toàn thực phẩm.